Xin kính thưa bà con, hôm nay chạy trùng quế của Hai Ngôn, chạy giống Vĩnh Long hồi lúc trước đó. Thì bữa nay hồi nãy tôi có quay một cái clip rồi nho nhỏ để chia sẻ với bà con là có một đứa em tên Cường ở huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long đến để mà tham quan cái mô hình nuôi trùng quế và nuôi con ruồi đính đen. Thì giờ này thì có một đứa em nữa tên Tân. À, quê em hồi trước thì ở Sài Gòn, sau này em về cái là huyện Dòng Ghiền của tỉnh Kiên Giang, là em ở thì ngay chân chỗ Bến Nhất đó, Bến Nhất của Dòng Ghiền. Thì em cũng đến cái trại của tôi, em mua là 50 gram trứng ruồi đính đen để về em nuôi. Nhưng điều hôm nay em đã trực tiếp em đến trại thì em thấy một cái mô hình tôi làm thêm nữa là nuôi cái con trùng quế. Thì đây bà con sẽ thấy, đây tôi sẽ hỏi đứa em coi nuôi con ấu trùng ruồi đính đen để làm gì và trùng quế làm gì. Tâm, em cho anh biết coi cái nguyện vọng của em đến trại của anh, mục đích em làm cái gì. Em mua trứng ruồi để em nuôi gà với nuôi cá. Rồi với thứ hai nữa là nãy em có nói với anh là em dự định nuôi luôn cái con trùng quế mà dạ, em đúng chưa rồi, thì có biết. Anh tham khảo, anh mới nói là cần thêm nữa nên em mới tham khảo cái đó. Cái lý do chính em e ngại nuôi con trùng quế là về cái nguồn thức ăn chứ dạ, gì đúng không? Dạ đúng rồi, thông bò. Thì hôm nay tôi là Hai Ngôn, tôi xin chia sẻ luôn với tất cả bà con. Thì em Tâm hỏi tôi thì tôi xin chia sẻ thêm cái lúc trước khi mình nuôi con trùng quế thì mình rất e ngại về cái phần thức ăn của con trùng quế bà con. Nhưng điều trong cái quá trình chạy của chúng tôi làm thì tôi thấy bà con mấy cái vùng sông nước mình thì giờ lục bình á, có người là kêu là bèo tây đó, thì nó đã tràn ngập dưới sông rồi. Thì cái nguồn thức ăn cho con trùng quế hôm nay là bà con đừng có e ngại nữa, thì bà con sẽ lấy cái lục bình đó lên, bà con dùng máy bà con băm nhuyễn ra hết cho tôi. Thì bà con ủ lại thì trong vòng từ 2 cho tới 4 ngày thì cái lục bình nó sẽ úa, nó sẽ quay ra, nó mềm lại. Thì bà con chọn với một số cám xay lúa của mình, cám gạo của heo mình ăn đó, thì bà con trộn vô chút đỉnh thì bà con sẽ được một cái thức ăn cho con trùng quế rất dồi dào, con trùng quế phát triển rất tốt. Rồi Tâm, em dự định em nuôi ruồi chừng bao nhiêu mét vuông em? Em tính là 200 mét vuông á, ruồi. Rồi bây giờ nuôi trùng quế em dự định nuôi chừng nhiêu nữa, đừng em cho con thì gà. Thì anh tư vấn là chắc em lấy thêm cỡ 100 mét nữa. Rồi thì bà con sẽ thấy ha, thì những cái đứa em này là bây giờ em đang sống ở Sài Gòn nữa, khởi nghiệp mà em trở về quê miền Tây của mình. Dạ. Em sẽ khởi nghiệp lại bằng cái con đường khởi nghiệp là bằng cái nông nghiệp hữu cơ. Thì em sẽ chăn nuôi về lĩnh vực hữu cơ. Dạ. Thì bà con cũng thấy ha, dùng sông nước Cửu Long mà phù sa gió mát, thì cho nên rất nhiều anh em, những đứa em trẻ mới lập nghiệp hướng về miền Tây và làm về cái lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. Thì tôi cũng có một cái clip nho nhỏ ha, tôi xin chia sẻ với bà con. Thì bà con thấy cái gì chạy của chúng tôi làm hiệu quả thì bà con làm, còn chưa hiệu quả thì bà con cứ mạnh dạn chia sẻ góp ý vào cái kênh YouTube của tôi ha. Tôi rất cảm ơn bà con. Tôi xin chào bà con, chúc bà con thành công.